Khoảng 11 giờ 40 trưa ngày 18 tháng 3 năm 2021, tại quán ăn BBQ Plan K ở số 14A5 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, quận 2 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa rực đỏ bùng lên dữ dội kèm khói đen mù mịt bốc lên cao có thể nhìn thấy từ rất xa. Đây cũng là thời điểm mọi người ăn trưa nên có nhiều khách hàng phải chạy ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được gọi đến để khống chế đám cháy, hơn 12 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế, hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây cháy.